Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Đây là chương trình với dòng thời sự được phát hành trên đài truyền hình IBC. Cá nhân chúng tôi là Tống Phước Hiến. Và tôi là Phan Điệp. Chúng tôi trân trọng kính chào quý vị. Chương trình hôm nay chúng tôi xin dành trọn để cùng với quý vị điểm lại tình hình an ninh quốc phòng của đất nước chúng ta dưới sự cai trị của bọn Cộng sản. Khi giữ sự cai trị bằng Cộng sản thì đất nước chúng ta hiện giờ đang có những dấu hiệu lâm nguy. Và những dấu hiệu đó là như thế nào? Thì phần mở đầu, anh Điệp sẽ trình bày quý vị ở phần Biển Đông và một số những cái chi tiết khác trong vấn đề phòng ngự quốc phòng của Việt Nam chúng ta. Dạ, vâng, thưa anh. Thưa anh, trước khi mà có cái chuyến đi của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đi Hoa Kỳ, thì anh thấy rằng là trước đấy cũng không bao lâu thì Trung Quốc đã tập trận ở Biển Đông, và cái việc tập trận này nó kéo dài tới, nếu mà nói là nó ngang tới thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế, và cách bờ biển chưa có tới 12 hải lý. Thì chính phủ Việt Nam cũng chỉ gọi là có một cái phản ứng rất là yếu ớt, gọi là phản đối xâm phạm chủ quyền, thì chưa dứt. Thì mới cách đây cũng cái cuộc tập trận mới chấm dứt thời bữa thứ hai đây, thì nó mới có một cuộc tập trận mới. Và trong cái cuộc tập trận này thì họ bắn đạn thật, và họ cũng có ra thông cáo là cấm các cái tàu thuyền ghe đánh cá mà đi ở trong cái khu vực tập trận của họ. Đại khái họ nói nếu mà vô đây bắn trúng chết ráng chịu. Thì trước các cái vấn đề này thì chúng ta thấy rằng Việt Nam rất là lúc nào cũng rất là từ tốn, rất là nhã nhặn, lúc nào cũng cho rằng là mình nên lấy một cái sự hòa hoãn, nên không có làm cho cái tình hình nó xấu đi. Việt Nam lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng không làm hòa bình cái tình hình xấu đi. Và nếu có thể thì chúng ta sẽ cùng hợp tác và nói chuyện phải quấy với nhau. Nhưng mà từ xưa đến nay, từ người ta đã cho rằng nghĩa là từ sau khi mà có cái việc mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có cái sự quan hệ về ngoại giao nhất hạn là từ năm 1972 đến bây giờ, thì lúc nào Trung Quốc cũng lấn lướt và xâm chiếm các cái nước ở trên có liên quan về cái đường ranh giới ở trên biển, và có thể nói là trên đất liền với các cái nước nhỏ hơn của mình. Và lúc nào Trung Quốc đó cũng là xâm lấn, và đáp lại cái sự xâm lấn đó là Việt Nam càng ngày càng rút lui, thụt lùi, thụt lùi, và chịu nhẫn nhục đến cái mức tối đa. Mà ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng nếu có sự xung đột nào thì cái cuộc họp đại hội thứ 13 đó có diễn ra được hay không? Nếu chúng ta chống lại Trung Quốc thì chúng ta có ngồi lại bây giờ để mà bàn luận hay không? Thì đó là chúng ta đã hiểu rằng chính phủ Việt Nam vì muốn yên thân, vì muốn hòa bình, vì muốn thỏa thuận ngầm với Trung Quốc về cái việc an toàn của đất nước của mình, nên để Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Thì xuyên suốt các cái cuộc điều tra của các qua một cái chuyện khác là xuyên suốt các cái cuộc điều tra của các cái giới chức ở bên ngoài Việt Nam, thì người ta cho thấy rằng là Việt Nam đã đầu tư rất là nhiều trong cái việc mà quốc phòng, mua các cái vũ khí, nhất hạn là mua vũ khí của Liên Xô có thể nói tới 90%. Và cái việc mua vũ khí này cho đến ngày hôm nay qua cái cuộc mà chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì cho thấy rằng là các vũ khí của Liên Xô nó không có hùng mạnh, không có mình có thể nói là không có ngon lành, không có mà hù thiên hạ Dạ, được, không hữu dụng trên chiến trường. và không có thể, thứ nhất là không hữu dụng trên chiến trường, và các cái phương tiện chiến tranh đó thì có thể nói là rất là dễ làm mồi cho các cái vũ khí của phương Tây. Mà trên cái bàn ảnh thì chúng ta đã thấy các cái vũ khí của Liên Xô trở nên như là một cái trò chơi. Và đặc biệt trong cái việc này thì mua vũ khí của rất là nhiều nơi, nhưng mà vũ khí của Hoa Kỳ thì Việt Nam không có tiếp cận. Lý do là trong cái việc mà buôn bán, hợp tác để mà thảo luận trên bàn hội nghị để mà buôn bán cái vũ khí của Hoa Kỳ cho Việt Nam, thì các cái nhà mà có thể nói là môi giới
hay là các cái nhà mà có liên quan tới cái việc mà quyết định cái việc mua bán này đã lòi phía Hoa Kỳ phải lợi quả 25%, thưa anh, 25% cái số tiền mua chứ không ít. Và theo cái đạo luật của chính phủ Hoa Kỳ là cái việc mà hối lộ các viên chức của nước ngoài là đó là một tội hình sự, cho nên là các cái nhà thương thuyết về buôn bán vũ khí của Hoa Kỳ họ không dám. Và vì vậy cho nên Hoa Kỳ không có bán vũ khí cho Việt Nam. Và thưa anh, mới đây, hiện thời bây giờ, ở bên Nhật người ta đang có một cuộc điều tra là một cái công ty sản xuất về các cái plastic của Nhật đã hối lộ cho Việt Nam một số tiền trên mấy tỷ đồng, 5-6 tỷ chi đó. Và các cái ở bên Nhật thì nó cũng có một cái đạo luật là cấm hối lộ các viên chức nước ngoài. Vì vậy cho nên không biết sau khi mà hối lộ xong thì các cái công ty mà làm các cái sản phẩm về nhựa họ mới khai báo với lại chính phủ Nhật. Và vì rằng là báo chí ở bên Nhật nó tung tin cho nên chính phủ Việt Nam nhột và Bộ Công an Việt Nam, nhất càng là ông Tô Lâm, ra lệnh để mà điều tra. Nhưng mà lúc đầu thì họ cho là chim suông, vì rằng là họ nói rằng là công ty Nhật nhập khẩu các cái thiết bị, cho nên những cái thiết bị mà nhập khẩu để sản xuất đưa về Việt Nam thì nó không có thể chịu giá trị cái thuế về trị giá gia tăng. Mà như vậy thì cái việc mà đánh thuế cho các cái công ty này nó có một sự lầm lỗi, cho nên nó không có phải là đóng thuế, chứ không phải rằng vì tôi nhận hối lộ cho nên tôi tha. Nhưng mà bên Nhật họ đã khai, cho nên chính phủ Việt Nam buộc lòng phải điều tra và nâng chức các cái vị ở trong quan thuế và ở trong các cái kiểm tra. Và bây giờ vì Nhật nó càng ngày càng làm quá cho nên đưa các vị này ra tòa, và cái vụ án này cũng còn đang tiếp hiện. Và kế tiếp thì hiện thời bây giờ, nếu chúng ta nhớ lại rằng trong cái cuộc mà thăm viếng của ông Thủ tướng Việt Nam ở bên Hoa Kỳ, thì khi mà đi vào trong cái đại học Harvard thì cái ông phụ trách về vấn đề tiếp đón và có cái buổi thuyết trình và đặt câu hỏi đây, thì ổng có nói, nêu lên một cái câu là cái kim ngạch mà buôn bán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Việt Nam đã có lợi trên 100 tỷ đô la. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ cái số này là số nhỏ thôi, nhưng mà Việt Nam phải coi chừng không có được lợi dụng cái việc mà bán phá giá, coi như là đầu cơ hay là làm những cái chuyện mà mờ ám. Thì mới đây Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đích thân can thiệp với chính phủ Việt Nam và họ cho rằng họ điều tra và xét lại về vấn đề các cái tủ gỗ hay là các cái cửa trong nhà tắm hay là các cái tủ gỗ ở nhà bếp, vì rằng là người ta cho rằng có một sự gian dối của chính phủ Việt Nam và chính phủ Trung Quốc, không biết là về mặt chính phủ hay là về mặt các cái công ty làm ăn, thì các cái đồ sản xuất đó của Trung Quốc họ làm và họ chưa có ráp ra thành thành phẩm, họ mới tuồn qua Việt Nam và ở Việt Nam chỉ ráp lại và dán nhãn của mình để xuất khẩu qua bên Hoa Kỳ. Và như vậy thì nó lại mang một cái tính cách là cạnh tranh và bán phá giá, đã làm mất công ăn việc làm đối với là các cái người lao động ở bên Hoa Kỳ. Thì đây là một vấn đề là không phải là bao nhiêu tiền, mà vấn đề là vi phạm luật lệ của Hoa Kỳ, là làm mất công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ. Thì bây giờ nó lại là một cái vấn đề đưa ra trầm trọng. Mà khi vấn đề này nó là trầm trọng thì cái doanh số thuế nó có 50-60% thì nó sẽ trở nên thành là 300-400% trên những cái sản phẩm này. Và cho nên người ta cho rằng cái việc mà cạnh tranh buôn bán của chính phủ Việt Nam đối với lại hàng hóa của Hoa Kỳ nó không có một sự bình đẳng và họ phải xét lại. Thì nói chung Việt Nam, thứ nhất, nếu các nước tư bản mà dành cho mình dễ dãi thì Việt Nam lại qua mặt. Nhưng mà đối với Trung Quốc thì chúng ta thấy thời gian từ cái cuối năm của năm 2021 cho đến những quý 1 của năm 2022
là Việt Nam đã bị Trung Quốc ngăn chặn với lý do là vì có dịch Covid cho nên không cho những cái hãng sản phẩm về nông sản của Việt Nam xuất khẩu một cách tự do đi qua bên Trung Quốc, và đã gây rất là nhiều thiệt hại cho cái người dân, nhất các người làm vườn làm nông ở Việt Nam. Thì đây là một vấn đề về kinh tế mà chính phủ Việt Nam phải thấy và sửa chữa, thưa anh. Dạ, kính cảm ơn. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi xin tạm ngưng ít phút cho chương trình quảng cáo. Sau chương trình quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại hầu chúng quý vị ở phần 2. Kính mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Trong phần 1 tôi có nói về vấn đề về tham nhũng, về cái việc mà buôn bán vũ khí của quốc phòng. Thì đây là một vấn đề mà người ta lấy một cái nhãn là bí mật quốc gia, bí mật quân sự, cho nên người ta không có thể mà để mà dễ dàng mà soi ngó vào đấy. Tuy nhiên có những cái khía cạnh khác về vấn đề tham nhũng trong quốc phòng, thì xin anh trình bày vấn đề này. Dạ, kính cảm ơn. Kính thưa quý vị, như chúng tôi nhiều lần đã thưa với quý vị, đối với Cộng sản, lý tưởng của chúng nó là ghế ngồi quyền lực và tiền. Kế tới một cái điều rất là khó nói, như chúng tôi bắt buộc trình bày là dâm ô trùy lạc. Trong đoạn này, chúng tôi sẽ trình bày quý vị vấn đề tham nhũng quốc phòng đã ảnh hưởng như thế nào đối với vấn đề phòng vệ quốc gia. Như chúng tôi thưa quý vị, Cộng sản không có vấn đề phòng vệ quốc gia. Nó gây chuyện để nó chiếm cái ngôi mà thôi. Và cuối cùng thì nó sẵn sàng cúi đầu để dâng đất của đất nước cho quan thầy Trung Cộng của nó, để cho nó có cái vị trí, có cái kẻ bảo vệ cho nó, để nó được ngồi trên cái ghế quyền lực. Quý vị, năm 2014, nhân khi mà Cộng sản Tàu đặt cái giàn khoan 981 trong cái vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, thì người dân Việt Nam lúc đó quý vị còn hồi tưởng lại, họ đứng dậy phẫn uất và họ làm những cuộc biểu tình rất lớn. Đây là cơ hội làm ra tiền cho lãnh đạo của tối cao của Đoàn Cộng sản. Thế là lấy cớ rằng người dân phẫn uất, Bộ Quốc phòng cần phải trang bị thêm vũ khí để sẵn sàng chống lại kẻ xâm lăng Trung Cộng cho thỏa mãn lòng dân. Như vậy cái việc này chúng ta được hai cái lời. Lời thứ nhất là Cộng sản Việt Nam muốn chứng tỏ với người dân rằng họ cũng yếu nước nhưng mà họ còn chưa đủ vũ khí, cho nên việc xuất tiền ra để mua vũ khí là cái chuyện đáng làm và cần phải làm. Và người dân đương nhiên phải chấp thuận cái yêu cầu của họ là xuất một món tiền rất lớn để trang bị quốc phòng, nhằm mục đích là bảo vệ quốc gia. Theo ước tính của tình báo Hoa Kỳ cho biết, thì từ năm 2003 cho đến 2016, thì ngân sách quốc phòng của Cộng sản Việt Nam đã tăng lên 700%. Và dĩ nhiên, càng tăng lên thì là càng có cơ hội cho cái bảo quyền Cộng sản, những năng đứng đầu của Đảng Cộng sản được có cơ hội tham nhũng một cách thoải mái mà không bị đặt vấn đề. Kính rồi, tiếp đó là ngày 23 tháng 5 2016, trên đài NCBC có viết bài rằng Mỹ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Thì quý vị có thể nhớ lại, lúc đó là Mỹ có tiếp một phái đoàn Việt Nam để bỏ cái lệnh là bán vũ khí sát thương và cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, là bỏ lệnh cấm vận và cho phép Việt Nam được mua vũ khí sát thương của Mỹ. Thì bài viết có đoạn như thế này: lý do mà Cộng sản Việt Nam tìm đến Mỹ thay vì tìm đến Nga để mua vũ khí là vì Trung Cộng không muốn Nga bán những vũ khí mà Trung Cộng đã ghi chủ là không được bán. Có nghĩa là khi Nga đã bán vũ khí cho Tàu Cộng, thì những vũ khí để chống lại vũ khí mà Nga đã bán cho Tàu Cộng, bây giờ Nga không được bán cho Cộng sản Việt Nam. Thật sự đây là một lý giải mà theo tôi nghĩ là những cái quan tình báo này họ nhìn vấn đề trên cái hiểu biết của một người
liêm chính của nước Mỹ mà thôi. Thật sự cộng sản, tôi không nghĩ cộng sản nó vì lý do đó, nhưng có thể nó mua về để nó đưa lại cho tàu cầm nghiên cứu những cái loại vũ khí của phía Mỹ. Bằng chứng là hai chiếc tàu ngầm bây giờ không biết nằm ở đâu nữa, mua về xong cái là trình diện xong cái là bây giờ mất dạng luôn. Những vũ khí đã mua của Mỹ không ai thấy nó nằm ở đâu nữa, và có thể chăng nó đang nằm ở cơ quan nghiên cứu vũ khí của tàu cộng. Cái chuyện chúng tôi biết, mà chúng ta có quyền đặt vấn đề, bởi vì cộng sản Việt Nam muôn năm vẫn là thằng nô lệ cho cộng sản tàu, cho nên việc gì cộng sản Việt Nam cũng phải làm nếu thằng tàu đã ra lệnh. Cứ như vậy, năm tháng 7 năm 2017 thì hãng tin tình báo quốc phòng của Anh là Seafarth Media có tiết lộ rằng quan chức của cộng sản Việt Nam trong cuộc họp với những viên chức quốc phòng của viên chức Hoa Kỳ để mua bán vũ khí, thì phía Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ lại quả 25% tiền hoa hồng cho các dịch vụ mua bán. Và phía Mỹ họ phía cộng sản Việt Nam họ đưa ra một cái phương pháp để giải quyết rằng hãy nâng giá lên, nâng giá bán lên, rồi chúng tôi đồng ý cái giá bán đó, rồi quý vị lấy lại, trả lại chúng tôi 25% của cái tiền nâng giá bán nó lên, tức là quý vị không mất gì cả, quý vị chỉ nâng giá bán. Vậy ai mất cái tiền này? Người dân Việt Nam mất. Nhưng cộng sản, vì có thói quen cộng sản là đi tham nhũng, cho nên cộng sản không thể hiểu được phía Hoa Kỳ họ không thể nào chấp nhận một cái lời đề nghị vô liêm sỉ như vậy, cho nên họ từ chối và không thực hiện. Thế là cộng sản Việt Nam là bắt đầu phải quay về với Nga, bởi vì Nga hệ yêu cầu cộng sản Việt Nam yêu cầu gì thì họ thỏa mãn cái đó, cho nên vấn đề của họ nâng giá lên để mà đánh 25% họ sẵn sàng. Và điều đó đã xảy ra khi chúng ta quốc tế người ta so sánh một số vũ khí mà cộng sản Việt Nam mua của Nga Xô như thế này. Xe tăng T-90S của Nga, cộng sản Việt Nam mua với giá là 6.250.000 USD một chiếc, trong khi cùng chiếc y như vậy Nga bán cho Iraq chỉ có 5.400.000. Có nghĩa là phía người dân Việt Nam phải mất đi một chiếc là 285.000 USD cho một chiếc thôi, có nghĩa là hơn 16% số tiền mà Việt Nam phải bỏ ra để mua chiếc đó nếu so với Iraq để bỏ vô mua chiếc xe tăng này. Nói một thí dụ nó rõ ràng hơn, nếu cả Việt Nam lẫn Iraq mỗi bên bỏ ra $400 triệu để mua cái chiếc xe tăng T-90S của Nga, thì Iraq mua được 73 chiếc. Và thưa quý vị, Việt Nam cộng sản mua được bao nhiêu chiếc? Dạ thưa, chỉ mua được 64 chiếc. Có nghĩa là quan chức của cộng sản Việt Nam đã ăn 8 chiếc. Ăn 9 chiếc xe tăng là T-90S. Tôi không thể tưởng tượng nó ăn luôn xe tăng rồi thì không có cách gì mà có thể tưởng tượng được cả mà cái đám một cán bộ cộng sản cao cấp nó ăn khiếp đạm đâu. Ăn một mấy thằng đó mà ăn tới 9 chiếc xe tăng thế của Nga. Năm 2016, khi cộng sản Tàu đặt giàn khoan trên vùng lãnh hải của Việt Nam, thì Putin tuyên bố rằng Putin ủng hộ Nga, ủng hộ cho lập trường Trung Cộng trên Biển Đông. Có nghĩa là Putin sẵn sàng bán đứng cộng sản Việt Nam, là hai bên đã ký kết quốc phòng với nhau, bảo trợ bảo trước gì đó, nhưng mà Putin sẵn sàng bán đứng. Nhưng cái giao kèo giữa hai bên, những cái công hàm công nghĩa gì đó với hai bên để theo Tàu, điều đó chứng tỏ rất rõ ràng. Nhưng mà cái cuộc chiến tranh vừa rồi, cộng sản Việt Nam vẫn phải đi theo Tàu, đi theo Nga, mà không thấy rằng tiền đồ của Việt Nam đã hoàn toàn mất, vì không còn tin cậy gì với cái gọi là người bạn đồng minh
chí cốt của Cộng sản Việt Nam là Nga Xô nữa. Mà với Nga Xô đồng hồ cho Trung Cộng trong vấn đề Biển Đông rồi. Bây giờ tới cái những cái nhiệm vụ mua bán vũ khí. Ngày 29 tháng 4 thì Bộ Công an và cùng mới đây ban hành lệnh truy nã đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty CTCP, tức là công ty tiến độ quốc tế. Nhưng hiện nay chính công an Cộng sản Việt Nam cũng không biết bà Nhàn là hiện ở đâu và ở với ai và ra đi bằng cách nào. Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam thường tuyên bố một con kiến cũng không lọt được con mắt của Cộng sản. Thế mà bà Nhàn ra đi một cách thoải mái mà bây giờ chính Cộng sản cũng không biết. Thật sự không phải là chúng nó không biết, nhưng chúng nó không có quyền được biết. Và đây là một vấn đề điệp vụ có liên quan tới việc mua bán vũ khí của Cộng sản Việt Nam với Do Thái. Đây là một vấn đề hết sức bí mật. Cho nên Cộng sản Việt Nam chưa dám lộ ra bất cứ một chi tiết nào vấn đề này. Thì chúng tôi trong những lần sau chúng tôi sẽ trình bày với quý vị tương đối chi tiết rõ ràng hơn. Tuy nhiên giờ thì chúng tôi đã hết giờ rồi. Thì chúng tôi xin lưu luyến chia tay quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau. Trân trọng kính chào và kính chúc quý vị mọi sự an toàn, an lạc để chúng ta cùng mãi với nhau quyết đấu tranh giành lại quê hương đất nước, để giao lại cho thế hệ trẻ, những thế hệ sẽ tiếp thừa chúng ta. Trân trọng kính chào, mọi sự an lành.